Rồi, xin giới thiệu cái bàn phay kỹ thuật. Bàn phay là ZX7020 nhé. Rồi bây giờ mình mở ra mình xem. Đây là cái bàn phay người ta đóng trong thùng như thế này đó. Rồi. Thì đặc điểm của bàn phay đây thì mình quay nó đi rất là mịn. Mà lấy cái cây kê dưới mới được, có cây kê dưới thì mới quay được. Chưa hỏng lên này rồi. Đó mình thấy nha, đây là cái model của nó nè. Rồi để kê nó lên cái khúc gỗ đó. Thì cái bàn này chúng ta mua về là chúng ta để lên cái máy khoan đó, là thành cái máy phay. Đó. Đó, ở đây nó sẽ có cái tay quay nè. Bên đây cũng vậy. Quay được hai bên. Rồi ở đây là cái model. Model và kích thước của nó đó, kích thước là kích thước trên này. Kích thước của này là 495 x 165 này. Thì ở đây nó có những con ốc để khóa, ví dụ như chúng ta khóa khóa hành trình dọc hoặc là khóa hành trình ngang như này. Thì cái lạ ZX7020 thì nó như này, ngoài ra thì nó còn một số cái model nữa. Chúng ta xem cái catalog của nó nha. Đây. Đây thì nó có kích thước đây. Mình của mình đang là 7020, nó còn có 7025. 7025A và 7CT9032. Chúng ta xem cái thông số này nha. Đó thì nó có mấy cái màu đen đó, chuyên là cái bàn phay đó đây. Vậy cái bàn phay này cũng rất là tiện. À, chúng ta muốn biến cái máy khoan của mình thành cái máy phay thì chúng ta mua cái này nhé. Trên đây thì nó có cái rạch chữ T. Rất là tiện lợi. Có 3 cái rạch chữ T để mình gắn chi tiết lên. Rồi. Xin cảm ơn cả nhà.